Cho đêm thì chỉ vậy thôi. Dạ. Cứ 10-15 phút thì em đi kiểm tra một lần. Dạ. Em có thắc mắc gì nữa không? Anh. Ừ? Anh cho em hỏi là sao làm ca đêm mà lương cao vậy? Đừng có thắc mắc, cứ làm đi. Ê, lần sau đừng có đồng xe chỗ này. Cho mượn cái hộp quẹt. Đâu có hút thuốc, đâu có hộp quẹt. Trên bàn, dưới chùm chìa khóa. Cảm ơn nha. Mới làm ngày đầu hả? Làm vui nha. Chú ơi chú.
Chú nói gì? Tăng lương? Trời ơi chú ơi, ca đêm có cái gì đâu mà tăng lương. Dạ, tôi già rồi, với có bệnh trong người. Chú em thông cảm cho tôi thêm chút đỉnh. Bệnh thì chịu chú ơi. Oh.